Nhìn con trôn bạc mã nha mọi người. Sáu lông. Mọi người để con trôn bạc mã to này. Mọi người thấy không? Lông lông mình tự làm nhưng phải mua đó nha mọi người. Tự làm con trôn này chắc tầm phải 2 kg á. Con này to đó. Để sự mình đem về nhà rồi mình đưa ra cho mọi người xem nha. Giờ trên rừng này bỏ ra nguy hiểm lắm. Nhìn được một con đôi đây nha mọi người. Sóc bông. Này, này đi vào trong kia mà trong cái hạt kia tối quá quay không được, đem ra đây cho mọi người coi nha. Tầm 4 cái lông rồi mà nhìn được con đầu tiên nha. Sóc bông. Giờ mình đi đặt cái mới nha. Con chuột nhỏ xịu rồi mọi người. Chuột mini luôn này. Nó nhỏ quá mình chả lại làm gì nha mọi người. Thả cho nó đi. Nó lớn mai một mình bắt sau cũng được. Chạy mọi người đã. Chuột nha mọi người. Một cái to đấy, khá to đấy.
Phòng làm thứ bảy như thế này. Thứ bảy này cũng không dịu mà nghe. Lòng luôn, không dịu luôn. Kể ra trên này xong có sóc ta. Thầm mấy lông tiếp theo nha mọi người. Lông này không dịn đây. Lông này được một con chuột nha mọi người. Con chuột nha mọi người. Chuột này cũng hơi nhỏ, không có bự lắm.
này đang chuột. Bạn có video thông cảm xí nhá. Đấy nè bạn thấy không? Đã không rừng đi khó lắm. Mình quay video nó cũng hơi bị chập chờn nha mọi người. Mình có video hãy nhớ ủng hộ kênh cho mình nha. Đặt 20 lông mà được 6 lông luôn nha mọi người, 6 lông nhìn được một con sóc bông là một con chuột. Mình đi gai lông này lại nha mọi người. Nhìn con chôn bạc mã nha mọi người. 6 lông. Mọi người để con chôn bạc mã to này. Mọi người thấy không? Lông mình tự làm nhưng phải mua đó nha mọi người. Tự làm con chôn này chắc tầm phải 2 kg á. Con này to đó. Để sửa mình đem về nhà rồi mình đưa ra cho mọi người xem nha. Giờ trên rừng này bỏ ra nguy hiểm lắm. Anh em mọi người, con chuột ngay đây đây nha mọi người. Con chuột này nha mọi người.
2 kỳ 1 nha mọi người.